Xin chào các bạn. Quảng Tây, tên đầy đủ là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hay Quảng Tây Tráng Tộc Tự Trị Khu, là một khu tự trị của dân tộc Choang Tráng tại Trung Quốc. Đây là tên gọi được dùng từ năm 1965 đến nay. Trước đó, Quảng Tây được xếp là một tỉnh khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1950. Sau đó, đến năm 1958, tỉnh Quảng Tây được đổi thành khu tự trị Quảng Tây. Và đến năm 1965, có tên chính thức là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Quảng Tây là giản xưng của Quảng Nam Tây Lộ, có từ thời nhà Tống. Quảng có nghĩa là rộng hay mở rộng. Quảng Tây và tỉnh láng giềng Quảng Đông có tên gọi chung là Lưỡng Quảng. Trong khi tên viết tắt của Quảng Đông là Việt, thì tên gọi tắt của khu tự trị Quảng Tây này là Quế. Lấy theo tên Quế Lâm là một thành phố lớn trong khu tự trị này. Tên thành phố có nghĩa là rừng quế, đặt theo tên cây quế mọc ven và trong nội thành của địa cấp thị. Quế Lâm là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc và tên gọi với thủy, với sơn đẹp nhất Quế Lâm. Quế Lâm cũng là thủ phủ của Quảng Tây trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Đến thời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1950 thì thủ phủ tỉnh Quảng Tây chuyển về Nam Ninh cho tới hiện nay. Trước thời phong kiến, Quảng Tây là một vùng đất có các bộ tộc Bách Việt sinh sống, cùng với Quảng Đông tạo nên vùng Lưỡng Quảng. Vùng đất này chính thức thuộc về Trung Quốc từ năm thời nhà Tần, khi Tần Thủy Hoàng xua quân xâm chiếm hầu hết các bộ lạc Bách Việt chiếm trọn miền Nam Trung Quốc ngày nay. Đến thời hiện đại, Quảng Tây là một tỉnh của Trung Quốc cho đến năm 1965 thì chính thức chuyển sang thành một khu tự trị của người Tráng, dân tộc thiểu số chiếm đa số trong tỉnh. Tuy nhiên, số lượng người Tráng vẫn ít hơn người Hán tại đây. Người Tráng hay còn gọi là người Choang là dân tộc đông thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau người Hán. Ước tính có khoảng 18 đến 20 triệu người Tráng trên cả nước Trung Quốc. Trong đó, đa số sinh sống tại Quảng Tây, tập trung nhiều ở phía Tây và Tây Nam khu tự trị này. Theo Cục Thống kê Quảng Tây, dân số của tỉnh là 48,85 triệu người vào năm 2018. Trong đó, 62% là người Hán, người Tráng chiếm 32% và 6% còn lại là các sắc tộc thiểu số khác như Hờ Mông hay người Kinh, Việt. Ngoài ra, người Tráng cũng có quan hệ gần gũi với Việt Nam. Người Tráng được cho là cùng sắc tộc với người Nùng, Tày, Bố Y ở Việt Nam. Trong lịch sử, nhân vật nổi tiếng nhất của người Tráng là Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao sinh năm 1025, mất năm 1055, là một lãnh tụ người Tày, Nùng, Tráng. Năm 1041 và 1048, hai lần Nùng Chí Cao nổi dậy tại Quảng Nguyên, tức Cao Bằng ngày nay, ông lập ra một nước gọi là nước Đại Lịch. Theo sử sách Đại Việt, vua Lý Thái Tông của Đại Việt sai tướng lên đánh và dẹp được, nhưng tha cho Nùng Chí Cao, vẫn chấn giữ đất cũ. Còn theo giai thoại của người Tráng, khi quân Lý tới nơi, Nùng Chí Cao khẳng định sẽ không gây hấn với nhà Lý mà sẽ tiến sang phương Bắc. Năm 1052, Nùng Chí Cao lại nổi dậy lần nữa, tự xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam. Ông đem quân sang đánh Tống, được sự hậu thuẫn của các thổ ti tại Quảng Tây. Ông đánh thành Ung Châu, rồi sau đó chiếm được 9 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây, thành thế rất lớn. Sau, nhà Tống phải phối hợp với nước Đại Lý ở Vân Nam, vất vả mãi mới tiêu diệt được Nùng Chí Cao. Mặc dù thất bại, nhưng người Tày, Nùng, Tráng tôn Nùng Chí Cao như một nhân vật cực kỳ anh hùng, gọi ông là vua Nùng và dựng miếu thờ. Còn vua Lý thì sắc phong cho ông là Khâu Sầm Đại Vương. Về vị trí địa lý, Quảng Tây là tỉnh nằm ở cực nam của Trung Quốc. Quảng Tây giáp với Vân Nam ở phía Tây, Quý Châu ở phía Bắc, Hồ Nam ở phía Đông Bắc và Quảng Đông ở phía Đông Nam. Quảng Tây có biên giới với Việt Nam ở phía Tây Nam, giáp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh và thông ra biển ở phía Nam với một đường bờ biển ngắn nằm bên vịnh Bắc Bộ với hải cảng chính là Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng. Tuy nhiên, địa hình chủ yếu của Quảng Tây vẫn là đồi núi xen lẫn với những thung lũng của hệ thống sông Tây Giang. Tổng diện tích Quảng Tây là 237.600 km2, xếp thứ 9 tại Trung Quốc và tương đương với diện tích Lào và bằng 2/3 diện tích Việt Nam. Quảng Tây được chia ra 14 địa cấp thị là Bách Sắc, Hà Trì, Liễu Châu, Quế Lâm, Hạ Châu, Sùng Tả, Nam Ninh, Lai Tân, Quý Cảng, Ngô Châu, Phòng Thành Cảng, Khâm Châu, Bắc Hải và Ngọc Lâm. 14 địa cấp thị này lại chia ra làm 56 huyện, 34 quận, 12 huyện tự trị và 7 thành phố cấp huyện. Trong đó, thủ phủ của Quảng Tây hiện nay là địa cấp thị Nam Ninh
với diện tích 22.293 km2, với dân số khoảng 7,5 triệu người, ít hơn chỉ 1 triệu người dân số Hà Nội của Việt Nam. Nam Ninh cũng rất gần với Việt Nam và chỉ cách biên giới hai nước 180 km. Trong lịch sử, Nam Ninh từng có tên là Ung Châu và là địa điểm đánh phá của Thái úy Lý Thường Kiệt của Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 giai đoạn năm 1075-1077. Về kinh tế xã hội của Quảng Tây năm 2018, Quảng Tây là cấp tỉnh đông thứ 11 về số dân với 48,85 triệu dân, tương đương với dân số Tây Ban Nha, và GDP đạt 2.040 tỷ nhân dân tệ, tức 303,7 tỷ USD, xếp thứ 18 tại Trung Quốc, tương đương với GDP của Pakistan. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41.489 nhân dân tệ, tức 6.270 USD, xếp gần cuối tại Trung Quốc với vị trí 28/31. Các loại cây trồng quan trọng ở Quảng Tây bao gồm lúa, ngô và khoai. Các loại cây cho giá trị kinh tế cao gồm mía, đậu phộng, thuốc lá và đay. Đồng thời, 85% hoa hồi trên thế giới được trồng tại Quảng Tây. Quảng Tây cũng có trữ lượng khoáng sản lớn. Đây là một trong những trung tâm sản xuất kim loại màu chủ chốt của Trung Quốc. Quảng Tây nắm giữ khoảng 1/3 tổng số mỏ thiếc và mangan ở Trung Quốc. Đồng thời, vào năm 2007, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã tìm thấy 120 triệu tấn trữ lượng bauxit mới ở Quảng Tây. Bauxit tại Quảng Tây có chất lượng rất cao. Đây là một nguyên liệu thô để sản xuất nhôm. Hiện nay, trữ lượng bauxit đã được chứng minh ở Quảng Tây là khoảng 1 tỷ tấn, khiến tỉnh này trở thành một trong những nguồn cung cấp bauxit lớn nhất Trung Quốc. Liễu Châu là trung tâm sản xuất chính của Quảng Tây và là trung tâm sản xuất phương tiện cơ giới lớn của Trung Quốc. General Motors có một cơ sở sản xuất tại đây trong một liên doanh với tên gọi SAIC-GM Guling Automobile. Ngoài ra, Quảng Tây còn có một trung tâm giao thông về đường sắt tới khu vực miền Nam Trung Quốc với các tuyến đường sắt Nam Ninh, Côn Minh, Nam Ninh, Phương Thành, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Tây. Tuy nhiên, trong những thập kỷ trở lại đây, Quảng Tây đã tụt hậu so với người anh em lưỡng Quảng bên cạnh là Quảng Đông cả về kinh tế, xã hội, khi Quảng Đông là tỉnh có số dân và tổng GDP cao nhất toàn Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Các bạn thấy thế nào về khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây? Hãy để lại ý kiến bình luận và chia sẻ của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.